Đà Nẵng và Quảng Nam đang là tâm dịch COVID-19 khi số ca mắc gia tăng từng ngày và số bệnh nhân nặng cũng không ít. Chính vì vậy, cả nước đang hướng về miền Trung thân yêu, hỗ trợ Đà Nẵng, Quảng Nam dập dịch. Và một trong những sự hỗ trợ thiết thực nhất đó là sự chi viện bác sĩ điều dưỡng. Không chỉ các bệnh viện ở tuyến trung ương mà các bệnh viện tuyến tỉnh cũng đã và đang sẵn sàng lên tuyến đầu chống dịch. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn nhìn lại những khoảnh khắc xúc động thiêng liêng trong cuộc tiễn đưa các bác sĩ điều dưỡng Hải Phòng, Phú Thọ lên đường chi viện cho Đà Nẵng. Để từ đó thấy rằng tinh thần đoàn kết tương trợ và ngọn lửa nhiệt huyết chưa bao giờ nguôi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Nhanh chóng gấp gọn mấy bộ quần áo và tư trang cá nhân, cũng chỉ kịp ôm hôn hai đứa con nhỏ, dặn dò con chuyện ăn uống, học hành, nói lời tạm biệt với người chồng và người mẹ già. Chị Nhàn vội vã ra xe cùng đoàn. Vì lịch lên đường thay đổi sớm hơn so với dự kiến 3 ngày nên gia đình chị Nhàn không khỏi bịn rịn, quyến luyến. Nói chung là bỏ không lo thì không phải, đúng không ạ? Tại vì đấy là tâm dịch mà, thì vào đấy mình cũng lo chứ, nhưng mình sẽ cố gắng giữ an toàn cho bản thân là trên hết, sau đó sẽ phục vụ nhân dân trong đấy. Sức lực của mình nó nhỏ thôi thì mình có thể là tiếp thêm năng lượng cho nhân dân Đà Nẵng qua cái đợt dịch này. Và mình mong là Việt Nam mình sẽ đẩy lùi dịch nhanh nhất. Vì dịch còn diễn biến phức tạp ở Đà Nẵng nên các con chị Nhàn chưa biết đến khi nào mới được gặp lại mẹ. Trời ơi mẹ ơi, ở trong đấy có dịch hết sao mẹ lại đi vào? Không vấn đề gì con ạ. Mẹ đi vào đấy thì công tác làm vài hôm rồi mẹ sẽ về thôi, không vấn đề gì đấy. Con trai bảo là được rồi, mẹ cứ yên tâm, con lớn rồi, con ở nhà được, con trông em, con sẽ bảo em và sẽ nghe lời ông bà, bố mẹ cứ đi làm. Bao giờ hết dịch thì mẹ về. Bác sĩ trẻ này cũng chỉ kịp soạn lại giấy tờ sổ sách, bàn giao lại bệnh án bệnh nhân cho đồng nghiệp. Anh tạm xa khoa bệnh của mình để vào chăm sóc cho những bệnh nhân khác đang cần anh hơn. Lên đường thực hiện nhiệm vụ với hy vọng là cái đốt để đổi sức khỏe và hoàn thành nhiệm vụ. Hải Phòng và Đà Nẵng là hai thành phố kết nghĩa từ thời chiến. Đáp lại lời kêu gọi của Đà Nẵng, rất nhiều bác sĩ điều dưỡng của những bệnh viện lớn ở Hải Phòng như Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Bệnh viện Kiến An đã tình nguyện đăng ký vào chi viện cho Đà Nẵng. Thực ra là nếu mà ngăn chặn được ở Đà Nẵng thì sẽ ngăn chặn được ở tất cả các nơi để cho cả nước mình được an toàn. Nhưng cái điều đặc biệt hơn đấy là bác sĩ này là một bác sĩ xung phong vào tâm dịch, thì có thể nói đây là một cái có thể tinh thần rất cao. Mặc dù là một bác sĩ trẻ và có con nhỏ, mà hai vợ chồng đều là bác sĩ, và chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và rất là tự hào về cái điều này. Chiều 5 tháng 8, đoàn chi viện của Hải Phòng gồm 33 bác sĩ điều dưỡng đã lên đường vào Đà Nẵng. Những bịn rịn còn chưa nguôi với cả người đi và người ở lại. Họ đang thiếu, mình có chuyên môn, có nghiệp vụ, cộng với tinh thần trách nhiệm cao để làm thật tốt, hoàn thành thật tốt cái nhiệm vụ này. Hôm nay 38 y bác sĩ của tỉnh Phú Thọ cũng lên đường chi viện cho tỉnh Quảng Nam. Họ là những người ưu tú nhất được tuyển chọn từ hơn 100 người đăng ký. Họ lên đường trong tâm thế lạc quan, hướng về miền Trung thân yêu. Những bác sĩ, những điều dưỡng ở lại đang gánh vác phần việc của đồng nghiệp. Vì họ biết rằng giúp Đà Nẵng, Quảng Nam cũng chính là giúp mình, giúp cả nước chống dịch. Thì mọi người còn lại phải làm việc thay các đồng chí. Thì công việc cũng vất vả hơn, nhưng mà vì cũng là việc chung của toàn quốc. Năm bác sĩ này chúng tôi chọn từ những cái chuyên ngành mà các bạn đang cần. Đó là chuyên ngành truyền nhiễm, chuyên ngành nội hô hấp và đặc biệt là ba bác sĩ từ chuyên ngành hồi sức tích cực, các điều dưỡng từ chính các cái khoa hồi sức tích cực. Tất cả các cái nhân viên này đều là những người mà đã có thời gian công tác lâu dài và có kinh nghiệm trong điều trị bệnh nói chung và chăm sóc bệnh nhân. Khi mà tổ quốc cần mà mình có sức
thì mình sẽ cố gắng phục vụ cho Tổ quốc. Con người Việt Nam nói chung thì ai cũng có tinh thần yêu nước. Mình không phục vụ được cái này thì mình phục vụ được cái khác. Phố Đà Nẵng, một con phố sầm uất bậc nhất ở trung tâm thành phố Hải Phòng. Những hàng phượng vĩ vẫn bền bỉ ra hoa. Màu đỏ cháy rực như nhiệt huyết đang bừng lên trong trái tim những người áo trắng, như thắp lên hy vọng đẩy lùi dịch bệnh. Và cuộc chia tay hôm nay là để ngày gặp mặt được gần hơn.